Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tải và thêm cái nút subscribe kiểu 3D nhé, rất là đẹp giống như ở cái đầu video ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải về sau ấy đưa vào Filmora và chèn vào video. Thực ra thì bạn có thể dùng Filmora hoặc là bất kỳ cái phần mềm edit video nào đều được nhé. Tại vì cái ba cái nút này ấy, thì nó có cái nền trong suốt, vì cái file của nó là dạng WebM, nên là bạn nó chèn vào video nào cũng được. Ok, mình đã up lên rồi và link mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả cái Google Drive của mình. Ok, đầu tiên đây các bạn xem, đây là cái chỗ mình up lên nhé. Thì khi mà các bạn kích vào cái đường link ấy thì các bạn sẽ dẫn đến Google Drive. Sau đấy là các bạn ấn vào nút này để các bạn nhấn và các bạn nhấn tiếp vào đây download. Mình sẽ nhấn download. Thế mình đã có trên máy của mình rồi nhưng mà mình sẽ nhấn download để cho các bạn xem dễ. Khi mà các bạn download về, tức là bạn tải về, thì sau đấy các bạn sẽ giải nén ra và giải nén ra bạn sẽ có ba cái video. Đây là cái 3D này, 3D subscribe button này, file zip. Các bạn kích chuột phải vào, sau đấy show in folder, tức là hiện trong thư mục. Sau đấy các bạn sẽ kích chuột phải vào, các bạn giải nén nó ra. Bạn dùng phần mềm nào cũng được nhé, mình thì mình dùng 7zip. Các bạn chú ý là 7zip là hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể tải về cho máy Windows. Kích vào 7zip, extract, tức là để giải nén nó ra. Sau đấy là bạn kích vào đây, 3D này. Đó, 3D subscribe button tiếp này. Đấy, thì nó có ba cái video này. Thì bạn có thể đưa vào Filmora và bạn có thể đặt nó ở trong cái phần share media ấy. Thì để là video nào bạn cũng có thể đưa vào được. Ok, bây giờ mình sẽ mở Filmora lên nhé. Ở đây là Filmora và ở đây các bạn nhìn thấy là đây là mình đã đưa vào nhé. Đây là cái video này, còn đây là mấy cái nút này. Đó. Rất là dễ đúng không? 1 này, 2 này. Đó, rất là đẹp đúng không? Ok, 3. Đó, 1, 2, 3. 3 cái nút này, rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới cho các bạn dễ nhìn nhé. Các bạn kích vào New Project này. Sau đấy các bạn ok, lưu nó lại đã. 3D Sub Enter. Đây là dự án mới. Thì để đưa cái ba cái nút này vào thì các bạn sẽ kéo thả, hoặc là các bạn có thể nhấn vào nút này. Nhưng mà thôi mình sẽ kéo thả cho nhanh. Bạn sẽ mở cái ba cái nút này lên. Đây là ba cái nút lúc nãy mà mình giải nén ra, mình chọn hết, sau đấy mình kéo, mình thả vào. Thả vào cái phần Media nhé. Bây giờ mình đã được ba cái, bây giờ mình sẽ review. Mình kích đúp vào để review. Đây là nút 1. Đây là nút 2. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đây là nút 3. Rồi, thì để mà chèn vào video thì ví dụ bạn có một cái video mình sẽ dùng ở trong phần stock media nhé. Mình sẽ dùng cái video này. Video trời mưa này, keep project setting này. Đây là cái video trời mưa. Để các bạn kéo thả thì các bạn sẽ đưa cái kim thời gian đến cái chỗ mà các bạn cần cái nút đó nó xuất hiện. Sau đấy các bạn quay trở lại phần media. Ví dụ cái nút 1 chẳng hạn, mình kéo mình thả nó. Bạn đặt nó ở ngay trên cái video là được nhé. Đặt ở trên video là nó sẽ xuất hiện như này. Ví dụ cái video của bạn nó to như này thì cái nút này nó to thì có thể nó sẽ chiếm mất cái chỗ vị trí ở trên video. Bạn có thể thu bé nó lại bằng cách là bạn kích vào nó ở trên cái cửa sổ preview này. Các bạn kích vào cái map, các bạn thu bé lại, các bạn đặt nó ở đầu đặt. Đó. Ok, như vậy là xong rồi. 1. Đó. Rất là đẹp đúng không? Đấy, thế đơn giản thế thôi. Còn ba cái này bạn làm tương tự, hai cái này bạn làm tương tự, bạn kéo bạn thả đặt đây, sau đấy bạn kích vào bạn có thể chỉnh. Cực kỳ đơn giản mà bạn có thể làm với bất kỳ phần mềm nào nhé. Cứ phần mềm edit video là bạn có thể kéo nó vào thả được. Ok, đấy là làm nào để tải và chèn ba cái nút subscribe, nút like và subscribe hiệu ứng 3D với phần mềm Filmora và phần mềm khác cũng được. Link mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả nhé. Còn nếu như bạn nào mà dùng Filmora ấy, bạn xuất video ra mà bạn bị chèn logo các thứ ấy, bạn có thể nhờ mình mua bản quyền với mã giảm giá 20% cũng dưới mô tả luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.